ngồi xuống phía dưới gầm đàn. Ở trên có một cái lẫy và ở dưới thì có cái chốt. Ấn cái lẫy lên trên, tay cầm vào chốt, ngửa nắp đàn ra ngoài. Từ từ dựa nắp đàn vào mu bàn chân của mình. Lưu ý phần dưới đáy phải để nguyên tiếp xúc với thân đàn, tháo dây điện, kéo ra ngoài, đậy nắp trở lại như cũ, cắm dây điện vào và bắt đầu sử dụng.